Xin chào cô chú anh chị em mình nha. Hôm nay đặc sản Cà Mau xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp nấu một cái món canh rất là thanh đạm, rất là dễ làm, rất là nhanh luôn nha mọi người. Đó thì nguyên liệu chính của chúng ta gồm có là một trái bầu ha và tôm khô ha. Đây, nguyên liệu chính của mình là tôm khô nha. Thì vị ngọt của tôm khô sẽ quyết định là món này ngon hay dở nha. Rồi, những cái gia vị cơ bản của mình á thì cũng thông dụng thôi ha. Ở đây á thì mình có là muối nè, hạt nêm nè, rồi bột ngọt nè, rồi tiêu nè, rồi chút xíu nước mắm ngon nha, dầu ăn nha. Rồi ở đây thì mình có là hành tím băm, rồi cái đầu hành đó mọi người. Đó, mình sẽ băm cho một chút xíu đầu hành nữa để lát nữa mình phi lên cho nó thơm nha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi, nguyên liệu nó rất là đơn giản luôn. Rồi chúng ta sẽ đi chế biến món ăn nha mọi người. Thì đầu tiên á, mình sẽ đi ngâm tôm nha. Cái dĩa tôm này thì mình không có làm hết đâu, tại vì chỉ có một trái bầu này chưa được 1 kg nữa, nên là em sử dụng phần nửa tôm này thôi nha. Là mình sẽ đi ngâm cái tôm này nha mọi người. Mình sẽ lấy cái phần nửa tôm này mình đi ngâm nước nha. Mình sẽ đi ngâm cho nó mềm nha. Rồi, tôm này là tôm thẻ nha. Tôm này con nữa đi, hơi ít thôi. Nó tùy mình thích ăn nhiều thì mình ngâm nhiều nha. Cái này khoảng 50g nha. Đó thì mình ngâm tầm khoảng 10 phút để cho tôm nó mềm nha và dễ đâm hơn. Cái này mình sẽ đâm nhuyễn ra nha, cho nó mềm cho nó dễ đâm hơn. Thì tôm này là tôm thẻ nha mọi người. Cái loại này là làm từ tôm 30 mấy con 1 ký, tôm tươi mà 30 mấy con 1 ký á, thì khi mà làm xong con tôm nó phơi khô rồi nó còn mới lớn vậy nè. Đó, và rất là ngon luôn ha. Tôm này là tôm nuôi thiên nhiên nha. Tôm thẻ nhưng mà nuôi thiên nhiên ở Cà Mau á, nên là cái vị ngọt của nó cũng rất là ngon, rất là ngọt luôn ha, không thua kém gì là tôm sú đâu nha. Cái dao bén thì mình xài nó im hơn ha. Dao này quá quá cùn rồi. Gọt vỏ, rửa sạch. Đây đúng của cái món này. Món canh bầu là mình phải bầm bầu ha. Rau tôm nấu với ruột bầu, bây giờ mình có con tôm bự rồi mình vẫn bầm bầu ha, để cho nó ngon, nó ngọt hơn. Chủ yếu cái món này là cái nước canh đó mọi người. Sẽ đâm một ít con tôm nha. Đây, tương đối vậy thôi nha, không có đâm nhuyễn quá nha. Dầu vô đây ha, ít dầu thôi nha. Khi hành dậy mùi rồi thì mình cho tôm đâm vô đây luôn nha. Này, con tôm lúc nãy mình chưa băm đó. Xào chút xíu cho nó dậy mùi thơm á, rồi mình sẽ cho nước vô đây ha, 1 lít nước nha mọi người. Rồi nó sôi lên thì mình hớt bọt nha các chị. Là mình nấu sôi khoảng 5 phút á thì mình sẽ cho bầu vô nha các chị. Bầu này do mình bầm cho nên là nó cũng sẽ rất là nhanh chín luôn. Để lửa lớn nha. Khi bỏ bầu vô á thì mình phải để lửa lớn nha các chị, cho nó giữ được cái màu xanh của bầu nha. Đừng để lửa nhỏ nhỏ là hồi cái màu xanh nó không có giữ được nha. Rồi mình sẽ đợi cho nó sôi lên chút xíu thôi là mình tắt bếp được rồi nha, chứ để lâu là bầu nó sẽ bị gục nha. Rồi lúc này mình sẽ nêm nếm luôn ha. Với cái nước như vậy á thì mình có là một muỗng canh ha, một muỗng cà phê hạt nêm nè, một muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt và một chút xíu tiêu. Rồi mình sẽ nêm hết vô đây luôn nha. Rồi lát nữa thì mình sẽ nêm nếm lại coi á, là nó có vừa vị của mình chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ nêm lại cái nữa nha, rồi cho vô đây một chút xíu nước mắm luôn nha.
tắt bếp xong á thì cái nước canh nó vẫn còn nóng, thì lát nữa mình cho bầu ra tô thì nó vẫn còn nóng nên là bầu nó sẽ còn chín thêm nữa, là cái độ chín của bầu trên bếp á, là như vậy là mình tắt bếp được rồi ha. Mình sẽ tắt bếp và cho gato nha. Bầu mới vừa chín tới thôi mà mình chưa kịp hút ra nữa là thấy không, nó vừa rất là vừa ha, mà mình để trên bếp để lửa mà tới cái độ này thì khi mà mình bắt xuống là nó sẽ bị gục. Cơm cá kho nữa là tuyệt vời nha các chị. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha. Nếu thấy video hữu ích đó, thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt thích video nè, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình rất là nhiều ạ.